mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Ham chút lợi nhỏ bị thiệt to. Một cô gái khoảng 27-28 tuổi, tai nghe lúc được lúc không. Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói là không có bệnh, nhưng thính giác cô vẫn nghe không rõ, chẳng biết tại sao. Sư phụ hỏi: cô làm việc liên quan đến gì mà trong lỗ tai đầy tiền lẻ như thế kia? Cô nhất thời ngơ ngác hoang mang, không hồi đáp được. Tôi thay sư phụ giải thích cho cô hiểu. Những đồng lẻ này vốn không thuộc của cô, nhưng do cô ham chút lợi đã lấy tiền này tiêu xài riêng, lỗ tai cô vì vậy mà sinh bệnh, chứ chẳng phải trong lỗ tai cô có đầy tiền. Cô hãy kiểm xem thật có chuyện này chăng? Cô lập tức hồi đáp: mình là viên thu ngân tại trạm bán xăng, mỗi ngày tính sổ thường có nhiều tiền lẻ, cũng chỉ độ 1-2 hào, do khách hàng không cần thối nên bỏ lại. Hàng ngày cô tới công sở thường đi về bằng xe buýt, thấy tiện nên đã lấy mấy xu lẻ này trả tiền xe. Cô cho rằng đây không phải là tham ô. Đây không phải tham ô, nhưng là tham tâm, đúng không? Cô có vẻ ngượng, lúng túng gật đầu. Sư phụ hỏi: từ rày con còn tham những món tiền lẻ này nữa không? Cô nói với vẻ dứt khoát: vì ham chút lợi nhỏ mà bị thiệt to, con sẽ không tham như vậy nữa. Thế thì tốt. Sư phụ vừa dứt lời, cô lộ vẻ kinh ngạc, kêu lên: tai con giờ đã nghe rất rõ. Sư phụ mỉm cười bảo: trong tai con bây giờ ta nhìn không thấy có tiền lẻ nữa, nhưng thấy vẫn còn thịt dăm bông, trái cây, nước giải khát. Đây là thế nào vậy? Cô tròn mắt kinh ngạc, hét lên: trời ơi, mẹ ơi, ngài làm sao mà cái gì cũng nhìn thấu hết vậy? Thỉnh thoảng lúc tính tiền, khách hàng có đưa dư mấy đồng lẻ, chúng con thường lấy đó mà mua thịt dăm bông, trái cây, nước uống, vân vân cho bữa dùng trưa. Đây cũng tính là tội hả thầy? Con là thu ngân, vốn không thể tính sai mà. Tiền thuộc công quỹ thì không nên dùng riêng, con đâu có quyền tự tiện làm như thế. Cô gật đầu lia lịa: ngài nói đúng, từ nay về sau con không dám làm như vậy nữa. Đã nói thì phải giữ lời đó. Cô hân hoan đứng dậy thưa: sư phụ, tai con nghe hoàn toàn thông suốt rồi, là ngài phát công lực cho con đúng không? Tôi đáp thay sư phụ: đây là kết quả của quy luật. Cô vừa sám hối phát thệ vượt qua cám dỗ vật chất, quyết tâm không phạm lỗi nữa. Cô rất mừng và chuyển sang thắc mắc khác: đôi mắt con mấy năm nay hay có cảm giác sốn mờ, dạch ra xem thì thấy không có gì, nhưng mí mắt luôn bị đỏ, có phải là do bị báo ứng, do liên quan đến lỗi sai trái nào nữa chăng? Sư phụ đáp: không cần suy nghĩ. Con biết tự giác phản tỉnh như vậy là rất tốt. Nơi mí mắt con ta thấy có nhiều bột giặt. Cô la lên: hả? Chết con rồi. Chúng con làm ở tiệm xăng, phải dùng xà bông nên tẩy rửa các vết dầu dơ, cho nên hàng ngày công tác thường dùng bột giặt rửa tay. Giờ ở tiệm công việc không bận lắm, nên bọn con gái chúng con lúc rảnh thường tranh thủ giặt y phục của mình, sau đó còn đem quần áo, các vật dụng ở nhà đến tiệm dùng xà bông này giặt giũ luôn, vừa tiết kiệm thời gian làm việc nhà, vừa tiết kiệm được bột giặt và nước. Các cô làm như vậy là tham, vì đã trưng dụng lấn chiếm tài sản quốc gia lẫn thời gian công tác. Như vậy là phạm lỗi, vì đã lấy những của công không nên lấy, đúng không? Cô gật đầu. Trước giờ con chưa từng nghĩ làm vậy là phạm tội. Vậy có phải con đã trở thành người xấu rồi sao? Tôi không nhịn được, chen vào: hồi tôi chưa biết Phật Pháp thì cũng hành xử giống y như cô vậy. Trong kinh Địa Tạng có nói: chúng sinh ở cõi này khởi tâm đồng niệm, không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không tạo tội. Bởi kẻ sống trong cõi dục này, dù nhiều hay ít, đều có tập tính tham, sân, si. Như cô bị bệnh, nguyên nhân là do tâm tham, không hiểu pháp, không rõ lý.
Một khi cô biết ăn năn sám hối thì bệnh sẽ tiêu thôi. Sư phụ từ bi bổ sung thêm: từ rầy con phải nghiên cứu xem kinh sách cho nhiều để tăng trưởng trí huệ. Về công tác cần phải làm nhiều việc phụng hiến, hầu cứu chuộc lại lỗi tham chiếm tài vật của cơ quan. Lúc ra về, cô cảm thấy đôi mắt đã tốt hơn rất nhiều, nên trong lòng tràn đầy niềm tin và tôn kính đối với Phật Pháp. Câu chuyện nhân quả này đã giúp ích tôi rất nhiều. Tôi đang làm công tác hỗ trợ người, nhưng trong thực tế, những chuyện xảy ra cho các vị khách cũng ngầm giáo dục tôi sâu sắc, khiến tôi từ đối chiếu, kiểm điểm dĩ vãng của tự thân và không thể không âm thầm sinh tâm sám hối. Tính ra, tuổi tôi lớn hơn cô, thời gian tạo nghiệp ác nhiều hơn, tham tâm cũng bự, to hơn và chuyện vấp sai lầm càng khủng hơn. Cô gái này tính cách lương thiện, chưa đánh mất nét thuần khiết, chất phác. Còn tôi thì cực kỳ nóng nảy, các lỗi ngu si, tham sân vân vân có đủ hết. Nếu chẳng sớm tu hành, tiền đồ bi thảm, ác có thể tưởng tượng được. Những câu chuyện nhân quả phát sinh bên cạnh tôi không ngừng cảnh tỉnh sách tấn tôi rằng phải ráng tu, thời giờ không đợi mình đâu. Ha ha ha, 问三摩地所